Hội chợ Thời trang Việt Nam 2018 là sự kiện xúc tiến thương mại, ngày hội của ngành thời trang Việt Nam, là nơi hội tụ các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dệt may, da giày, trang sức và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hội chợ Thời trang Việt Nam 2018 với chủ đề Lãng mạn Đông Hà Nội có quy mô trưng bày trên 4.000m2 với hơn 200 gian hàng, quy tụ gần 150 doanh nghiệp hàng đầu chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may cùng nhiều đơn vị đại diện cho ngành da giày, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ các tỉnh thành trên cả nước. Tại hội chợ, các thương hiệu lớn trong ngành thời trang Việt Nam đã cho ra mắt người tiêu dùng những sản phẩm mới cùng hàng loạt các chương trình giảm giá, khuyến mại lớn nhất trong năm. Đặc biệt, hội chợ năm nay còn có sự tham dự của khu gian hàng quốc gia Indonesia, Hàn Quốc, vân vân, trưng bày các sản phẩm dệt may, trang sức, mỹ phẩm. Trong khuôn khổ hội chợ năm nay còn diễn ra các chương trình tọa đàm về ngành thời trang.